Chào buổi sáng các bạn nha. Ngày hôm nay á là mình ra vườn, mình phải phụ ông anh của mình á đi thu hoạch những cái lau ngò gai này rồi sẽ đem đi bán cho cái nhà hàng đó các bạn. Nó chỉ được có một luống ở khu vực này thôi chứ không có được nhiều lắm. Bởi vì đây là mình bán cho cousin, tại vì em của ảnh đó, cho nên là mình với ảnh sẽ ra hái đây. Thì bây giờ ảnh đang trên đường ra ngoài đây, bây giờ mình sẽ thu hoạch trước, rồi một chút ảnh sẽ ra cùng với mình để mà thu hoạch cái này. Tại vì mình tranh thủ mình hái vào buổi sáng để cho cái rau của mình nó không bị héo. Rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn cái cách mà sau khi mình thu hoạch á, mình sẽ bón phân làm sao để cho cái rau ngò gai của mình nó sẽ phát triển xanh tươi tốt nha. Trong đây này các bạn ơi, quá trời những cái rau bự 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 luôn đó. Rất là nhiều luôn đó. Bây giờ mình sẽ để cái rổ này bên đây nè. Mình sẽ hái. Khi mà mình hái á, mình sẽ cắt những cái lá bên ngoài trước. Mình sẽ cắt những cái lá bên ngoài, mình sẽ chừa lại những cái non ở bên trong. Tại vì khi mà mình cắt những cái lá mà ở phía bên ngoài này trước nè, thì khi mà mình để những chất dinh dưỡng á, khi mình bón phân á, nó sẽ nuôi tiếp tục những cái lá non ở bên trong này nữa. Cái này á, trời ơi, mình ăn với bò kho ha, mình ăn nó với lại phở. Nói chung ăn món phở, mình không thể thiếu được cái món ngò gai này. Những cái lá vàng này là mình phải cắt bỏ đi nè. Sẵn tiện mình nhổ cỏ luôn. Cắt xong thu hoạch vậy là mình nhổ cỏ hết. Cái lá vàng này mình cắt bỏ. Mình cắt xác xuống như vậy đó. Mình cắt ngò gai thì nó hơi lâu một tí, mình ngồi nó khum khum khum. Thì mình tranh thủ bây giờ mình sẽ ra mình phụ ảnh rồi một chút mình vô mình học bài online. Chứ để trưa nắng là không có ra cắt được. Với lại ngồi cắt này rất là lâu. Được cái mùa này học online ở nhà nó đỡ. Mình có thể được ra vườn thường xuyên. Học mà mệt cái chạy ra ngoài vườn một tí xong mình vô học tiếp. Giờ mình với anh mình nhổ mấy cái lá vàng trước nè, sau đó mấy cái bông mà nó mọc lên đó mình cũng cắt luôn. Tại vì mình cắt những cái bông này nè, những cái bông này là mình cắt đi để cho nó tập trung nó nuôi những cái lá của mình. Các bạn thấy những cái bông này không? Đây là những cái bông của nó nè. Tại vì nhà mình nhiều bông lắm rồi, giờ mình cắt bỏ nó đi cho nó tập trung nó nuôi những cái lá của mình. Đó, bông của nó nè các bạn. Mình cắt bỏ nó đi để cho nó tập trung nó nuôi lá. Cái lá bên này nó bự hơn cái luống hồi nãy mình hái nha. Bây giờ cắt những cái lớn này. Còn mấy cái lá vàng này cắt bỏ. Lá vàng này nè, mình giục đi. Cắt ngò, mình đi thu hoạch ngò gai vậy á, nó hơi mệt một tí. Tại vì nó nhỏ quá, mình phải cắt từng lá. Còn mình cắt trái thì nó nhanh. Bẹt quẹt một cái. Quẹt quẹt nó ra nhiều quẹt. Nè, cái lá của nó bự thiệt luôn á. Mấy cái bông này nè, nguyên đùm này cắt luôn. Ồ. Thì nó sẽ ra lại. Ở Việt Nam mình là họ cắt ngang hết á. Những cái cây cọng này bự mình cắt ngang luôn. Anh mà nói cắt ngang luôn. Nó lên lại. Hồi nãy mình chơi mình cắt từng lá bên ngoài, tại vì mỗi lần ăn á, mỗi lần mình ăn ở nhà á là mình trồng mà mình chỉ ngắt những cái lá bên ngoài thôi, nhưng mà khi mình cắt mình bán tại vì số lượng nhiều á mà mình cắt từng lá như vậy nó mất nhiều thời gian. Cho nên anh mình nói á là sẽ cắt nguyên một cái luôn, nguyên một bụi luôn. Như này là 1, 2, 3, 4, 5. Thấy không? 5 này không? Ra ra cái bông. Cắt này không? Đó, cái bông. Thằng này thì được hơi cũng thường thường nó khoảng 5 hoặc 6 lá thôi. Dạ. Đâu cái đầu mình nghiến luôn. Nghiến về luôn. Đó, nghiến xong rồi mình giục những cái lá vàng bên ngoài. Nhìn cái bông vậy á nha, nó non non nhưng mà mình ăn vẫn được. Nếu mà mình ăn á, mình ăn được luôn á, rất là ngon luôn, rất là thơm. Chỉ có những cái bông già thôi á thì mình không có ăn được, thôi nó cứng. Còn những cái non non này là cắt luôn. Vậy cắt vậy còn phải khỏe hơn á, nhanh hơn á nha. Đúng rồi. Ở Việt Nam như họ cắt vậy đó. Bỏ vô cái rổ bên này.
Yeah. Nhìn vậy nha, những cái hột con của nó lên quá trời luôn nè. Những cái cây con á. Đúng rồi. Cái này là mình trồng hy vọng cho một mùa đông luôn đó các bạn. À, ngày hôm nay á, là cousin của anh mình nói á, là ở dưới đó còn rau ngò gai, cho nên là không hái nhiều mà chỉ hái được gần 1.5 pound. Mà các bạn biết á, ở đây á, ngò gai mà bán cho cousin của ảnh là 1 pound là 16 đồng. 16 đồng là mình nhân cho, là tính ra tiền Việt Nam là gần 300 rưỡi đó. Gần 300 rưỡi đó. Thì cái này là gần 1.5 pound. Thì ảnh, cousin của ảnh chỉ nói lấy 20 đồng thôi. Thì mình với anh mình vừa hái được bao nhiêu đây. Bây giờ mình sẽ cất cái này vào trong tủ lạnh. Tiếp đến là mình với anh mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình đi lấy phân gà để mà bón phân cho cái những cái luống ngò gai, mà chỉ những cái luống nhỏ thôi, tại vì cách hơn chút xíu à, để mà làm sao để cho cái cây ngò gai của mình nó mọc xanh tươi tốt nữa nha. Nên bỏ vào tủ lạnh nè. Nơi này là nơi chất chứa những cái rau của mình nè, rau quả sạch trong vườn nè. Bây giờ đi ra ngoài chuồng gà với mình nha các bạn. Bây giờ mình đi vào chuồng gà đây để lấy phân gà để mà mình bón cây đây. Trời ơi, lúc nãy vô mấy con gà này nó ồn ào lắm, tại vì chưa cho nó ăn đó. Bây giờ ông anh mình mới cho nó ăn này, cái nó im lặng, nó lo nó ăn rồi. Để mình có cái chỗ để mình lấy phân gà. Đây. Đó, anh mình sẽ lấy những cái phân này. Cái phân này là được 2 tháng rưỡi, 3 tháng rồi đó các bạn. Thì nó đỡ nóng hơn và nó những cái phân này nó trộn với đất luôn rồi. Nhìn đất, nó giống như đất vậy đó. Thì bây giờ mình lấy cái này mình đi bón những cái rau, những trong cái này, cây của mình ở ngoài vườn thì rất là tốt luôn. Trong này nó có phân gà luôn. Có phân gà, có đất. À, khi nào mình có thời gian rảnh á, anh mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình làm phân gà luôn nha. Chỉ lấy một ít để mà mình bón một luống ngoài kia thôi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cái chỗ luống ngò gai nha các bạn. Mình sẽ bón vô cái chỗ hồi nãy mà mình cắt ngò gai thôi, tại vì những cái luống bên đây mình chưa có hái. Anh mình không đi, không leo lên miếng gỗ không đi luôn. Mình phải đeo clip vô, tại vì phân gà nó cũng hơi độc đó. Mình không muốn nó dính vô móng tay, móng đồ này nọ của mình đó. Yeah. Những nơi này là mấy nơi mình cắt rồi nè. Mình rắc vô. Thôi đừng cần rắc lên trên cây. Xung quanh nó như vậy đó. Khi các bạn bón phân là mình chỉ tập trung, mình sẽ bỏ phần dưới đất xung quanh cái cây thôi. Chứ mà mình bón lên lá là nó sẽ làm nóng cây á, chết cái lá của mình luôn. À, làm như vậy á, mình bón phân gà như thế này á bạn, là nó có thể nó last long lắm. Nó có thể là nó giống như nó thấm từ từ của mình, nó kéo dài cho mình được tới 1 tháng luôn, 1 tháng rưỡi luôn. Thì cái này á, là anh mình nói là ảnh bón 1 tháng một lần. Rồi. Cái luống hồi nãy là vậy nè, sau khi bón xong á là mình sẽ dùng cái vòi nước tự động để cho nó tưới, bởi vì có những cái phân gà mà nó nằm trên lá như thế này nè, mình phải tưới liền. Chứ không là để trên trển lâu á, nó sẽ nóng, nó chết cái lá của mình luôn, nó vàng cái lá của mình luôn á. Đó, cái chỗ này là mình hái nãy đó. Rồi, chỉ có cái luống hồi nãy là mình với anh mình hái thôi. Thì đây là tất cả những cái kinh nghiệm mà giống như anh mình đã giống như là học được từ gần được một năm nay. Thì anh mình với mình muốn chia sẻ với các bạn để mà giúp các bạn có thể thành công trong cái việc mà mình chăm sóc cây ngò gai để có thật là nhiều lá cho mình ăn hoài quanh năm suốt tháng luôn. À, sau khi mà anh mình bón phân xong thì mình giúp anh mình ra bật cái vòi nước để cho cái nó tưới, vòi nước tự động để cho nó tưới và trôi đi những cái phân gà hồi nãy trên những cái lá của mình. Anh dịch cho nó tưới nè. Đó, các bạn nhìn đi, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, giờ nước tự động á, cho đứng đây nó mát dễ sợ luôn á. Wow, đã quá các bạn ơi. Vô đây mà ai muốn tắm á, vô đây tắm cũng được nữa. Rất là mát luôn á. Nhớ hồi nhỏ mà đi mỗi lần ba mà mình đi tưới cây á, xịt xịt vòi á, là chuyên môn đứng với cái vòi để cho ba tắm như đó, đã lắm. Thì á, cái video của mình á đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi cái video này. Mình cũng hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thành công trong việc trồng cây ngò gai và chăm sóc cây ngò gai để thật có nhiều hiệu quả nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.